chẳng biết nơi đâu yên bình. Ký ức mang bao cay đắng niềm đau giấu cho riêng mình. Ánh sáng nơi cuối con đường đánh cắp những ai sai đường. Buông hết trái ngàn hận thù nơi quá khứ kia. Đời ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sớm yên lòng và ta ngóng trông. Vầng dương soi lối trái tim hận thù, cố xóa tan đêm mịt mù. Muốn nói với chính ta vực dậy bước tiếp đi. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời có gian khó thăng trầm. Ta vươn cao đôi tay ta thét vang, hey ho, hey ho, hey hey ho. Vì cuộc đời là trò chơi trắng đêm, vì cuộc đời còn mang những cơ hội. Mấy cung kia sau bao ven thắng tôi chỉ còn nỗi xót xa hoang tàn. Ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sau yên lòng và ta ngóng trông. Vầng dương soi lối trái tim luận thù, cố xóa tan đêm mịt mù. Muốn nói với chính ta vực dậy bước tiếp tháng năm tháng chờ. Sao cô khóc vậy? Tôi có khóc đâu. Nhìn kìa, rớt nước mắt vậy mà kêu không khóc. Bụi bay vô mắt tôi thôi à. Tôi có thấy miếng bụi nào đâu. Tôi nói bụi là bụi. Sao mà anh... Nhìn cô buồn vậy. Bữa nay được nghỉ sớm, sao cô không đi về nhà đi. Lại ra đây. Anh đừng có nói là anh theo dõi tôi từ công ty tới đây nha. Tôi thấy cô buồn, cho nên tôi không yên tâm. Tự nhiên cô đang bình thường, sao tự nhiên buồn vậy? Chắc có lý do gì đúng không? Tôi không có lý do gì hết á. Anh đừng có nhiều chuyện. Bất cứ khi nào em cần, anh luôn sẵn lòng cho em mượn bờ vai và lắng nghe em tâm sự. Dạ con mời cô chú. Dạ mời. Dạ con. Dạ em mời anh. Dạ con mời cô chú ạ. À. Dạ mời. Dạ mời anh chị ạ. À. Chơi phần này nè chị. Rồi để chị chút nha. Phần này nữa. Ba mẹ. Ừ? Chú Bách nấu những món này ngon quá ha ba mẹ. Ừ. Ba ăn cũng nhiều nơi lắm rồi, nhưng mà chưa có chỗ nào mà ngon như ở đây. Em à, em thấy sao? Cũng tạm thôi. Chị đó, có bao giờ khen món là ngon đâu. Không phải là chị không khen, mà là chị luôn nhìn vào sự thật thôi. Em đó nha, bây giờ nhìn cái gì của người ta đối với em cũng là tốt hết, đúng không? Lần này em sẽ chứng minh cho chị thấy em chọn đúng người. Chị đừng có mỉa mai em nữa. Mọi người ăn ngon nha. Dạ. Mẹ, mẹ nói vậy á, dì buồn rồi sao? Có như vậy thì mới khá được. Dì không buồn mẹ đâu, con đừng lo. Món này ngon nè. Dạ. Cho anh vô đi mà. Làm cái gì vậy hả Phương? Anh bỏ ý định theo đuổi tôi đi được không? Anh không xứng với tôi. Trái tim tôi đã có người khác rồi. Phương,
Em suy nghĩ lại đi, anh có gì mà thua thằng đó chứ? Anh đừng có đem ra so sánh gì ở đây. Anh sẽ không bao giờ bị kịp với anh ấy đâu. Đừng có cố mà mơ mộng diễn trong nữa. Phương, năm đó em nói anh không xứng, nhưng bây giờ anh xứng đáng với em hơn bất kỳ ai khác. Em cứ chờ xem. À, chúc quý khách ngon miệng. Sao mình nhìn thấy ông ta quen quen? Là ai vậy ta? Anh, sao tự nhiên anh đứng đây? Em kiếm anh muốn chết luôn đó. À, có gì không em? Khách VIP tới rồi, vô phụ em lẹ lên. Ủa ba mẹ, tí nữa mình ăn xong mình đi đâu vậy? Hôm nay là ngày đặc biệt, ba sẽ dẫn cả nhà mình đi đi mua sắm, con chịu không? Vậy ăn xong rồi mình đi liền nha. Yeah. Hôm nay ba sẽ cho con mua sắm thoải mái luôn. Cảm ơn ba trước nha. Con đó nha, nghe nói đi mua sắm là cười tít mắt lên à. Ủa thì mẹ cũng vậy mà. Tôi về tới nhà rồi, anh cũng về đi. Tôi muốn ở lại đây thêm chút nữa. Anh không nghỉ ngơi rồi không để cho ai nghỉ ngơi hết hả? Ừ, vậy thôi được rồi, tôi về trước nha. Tôi về nha. Alo, em nghe nè. Ba anh muốn gặp em ngay bây giờ. Anh nói cái gì vậy? Chú đã về Việt Nam đâu mà lại muốn gặp em chứ? Ba đã về Việt Nam rồi, đang ở nhà đó, em tới liền đi. Nhưng mà con biết cái chuyện gì mà chú về Việt Nam đột ngột vậy? Sao chú về đột ngột mà không thông báo gì hết vậy? Buộc cái gì quan trọng hả? Anh cũng không nghe ba nói gì cả. Tụi mình cứ vào trong đi, để xem ba nói gì. Sao bọn họ lại cung kính với Quỳnh như vậy? Lần trước cũng có người đàn ông cung kính với Quỳnh. Ở nhà Quỳnh lại có đồ bắn vết thương. Quỳnh là người như thế nào vậy? Không lẽ cổ là chị đại như trong phim? Sao chú đột ngột về Việt Nam vậy chú? Hoạt động bên Campuchia đang gặp nguy hiểm, tổ chức bị đưa vào tầm ngắm, nên chú phải đi trước một bước, chuồn về đây. Không thì bị tóm cổ làm sao? Vậy là ba về Việt Nam luôn sao? Phải. Ở Việt Nam con đã gây dựng hoàn cầu khá ổn định rồi. Dạ. Ba về đây làm việc sẽ an toàn hơn. Còn con, theo dõi Phương Hòa tới đâu rồi? Dạ, con vẫn đang tiến hành điều tra. Cái gì? Vẫn đang tiến hành à? Con làm việc chậm trễ sẽ ảnh hưởng tới công việc nhiều lắm con biết không? Bắt đầu từ hôm nay, chú sẽ là người chỉ huy. Con làm việc thụ động như vậy thì làm sao sau này chú có thể giao việc trọng đại của chú cho con đây? Con... Ba ơi, thật ra là Ngọc đang điều tra một loại thuốc của ông Định Hòa đang uống. Con nghĩ là từ từ sẽ có thêm manh mối đó ba. Ba chờ 20 năm rồi, ba không thể chờ thêm được nữa. Hai đứa chuẩn bị đi,
khi có lệnh làm theo ý bà. Dạ con biết rồi chú. Dạ. Nếu như không còn gì nữa, con xin phép về trước ạ. Còn con nữa, lo tập trung làm việc đi, đừng có làm những chuyện ngoài lề nữa. Thằng Đạt không có nói gì với chú cả, mà chính mắt chú thấy con tay trong tay với một thằng thanh niên nào đó. Nghe chú nói đi, thế giới của thằng đó không phù hợp với chúng ta. Tốt hơn hết con nên chấm dứt gọn gàng đi, đừng ảnh hưởng tới chúng ta và tương lai của nó nữa. Chú đã nhìn thấy mình và Nam sao? Vậy là em và thằng Nam đã tiến triển tình cảm rồi hả Ngọc? Con biết tự cân nhắc mình phải làm gì. Con xin phép chú. Đi thôi. Căn nhà đó là gì vậy? Chuyện cô bị thương, rồi nói mình không phải là người bình thường, là sao vậy? Có phải liên quan tới căn nhà đó hay không? Anh không cần biết nhiều để làm gì. Đó là nhà người quen của tôi. Chuyện hôm nay anh tuyệt đối không được để ai biết. Nếu chỉ là nhà người thân bình thường thì tại sao cô lại giữ bí mật như vậy? Anh đã biết quá nhiều rồi. Tôi cảnh cáo anh, sau này đừng đi theo tôi nữa, không thì anh sẽ chuốc họa vào thân đó. Tôi hỏi nha, cô có phải là sếp của băng đảng giang hồ hay không? Cô có nhiều thuộc hạ cúi đầu chào, rồi cô còn đánh nhau bị thương nữa. Đúng vậy, tôi có xuất thân phức tạp vậy đó. Anh nên tránh xa tôi ra để giữ mạng của mình. Kết thân với tôi sẽ bị liên lụy. Tôi với cô đã hôn nhau rồi, vậy đủ thân chưa? Tôi uống sai á thì có thể nói vô tình, nhưng mà cô đang tỉnh táo mà. Nếu như cô không có ý gì với tôi, tại sao lại hôn tôi? Tôi... Tại sao cô lại từ chối tình cảm của tôi? Chỉ vì xuất thân phức tạp của cô đúng không? Nếu vậy tôi lại càng không quan tâm. Anh chỉ muốn bên cạnh của em thôi. Đúng vậy, tôi yêu anh. Nhưng anh đã biết rõ hết mọi thứ về tôi chưa? Anh còn nhớ cô bé lúc nhỏ anh từng cứu không? Anh tự trách bản thân mình là vì cứu cô bé đó mà anh không ngăn được ba anh, khiến ba anh phải chết. Tôi chính là cô bé anh đã cứu đó. Anh có còn yêu tôi không? Dù tôi và anh có yêu nhau, nhưng có quá nhiều thứ khiến tôi và anh không thể đến với nhau được. Vậy thì chôn vùi nó đi. Anh làm gì vậy? Anh bị điên hả? Anh chỉ biết bây giờ anh không muốn đánh mất tình yêu này. Anh có sao không vậy? Rõ ràng là em có quan tâm tới anh, em có tình cảm đối với anh. Tại sao lúc nào em cũng giấu anh hết vậy? Anh buông tay tôi ra đi. Em có biết không, ngay từ đầu khi nhận lời vào công ty Phương Hòa, ngoài việc quý mến ông Hòa ra, anh còn vì em nữa. Anh thích em từ lúc đó rồi, càng lúc càng yêu, và không bao giờ muốn đánh mất em.
Anh về trước nha. Ừ, anh về cẩn thận. Anh về nha. Em quên lời của ba dặn rồi sao? Em đã nói là chuyện cá nhân của em, anh đừng có xen vào mà. Đây là kết quả xét nghiệm viên thuốc mà em và anh làm đây. Nó chỉ là loại thuốc an thần bình thường, không có tác dụng gì đến việc phục hồi trí nhớ. Như vậy có nghĩa là bà Phương không muốn cho ông Hòa nhớ lại. Rốt cuộc bà ấy nghĩ ra cái trò này để làm gì? Anh nhớ em. Sến quá. Mặc kệ, anh không nói không được. Mai anh sẽ dẫn em đi ăn bù tiệc mừng anh vào làm ở công ty nha. Dạ ok anh. Em sẽ ăn thật nhiều cho bỏ ghét, ai biểu rủ hoài. Anh không ngờ em bạo dạn như vậy. Anh thì sao? Em tưởng là anh hiền lành ít nói, ai về đâu còn chủ động hôn con gái người ta. Không sợ em đánh anh bầm dập hả? Chỉ cần được hôn em, anh ăn đòn đau sao anh cũng chấp nhận mà. Mình chính thức hẹn hò nha. Em im lặng tức là đồng ý đúng không? Con gái gì đâu kỳ vậy? Ta nói lên tiếng lòng cũng là cũng bẻ tay người ta nữa. Ấy da. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tại sao ông Hòa lại uống loại thuốc mà không giúp ích gì cho việc điều trị mất trí nhớ của ông ấy? Việc này chắc chỉ có bác sĩ điều trị cho ông Hòa là biết rõ nhất. Mình thực sự quen người tên Phi Long sao? Cậu Bách, cậu chưa ngủ sao? Mấy bữa nay quán bán thế nào rồi? Dạ cũng đông khách anh. Ủa mà anh chưa ngủ sao? Cậu Bách nè, lần trước cậu nói là tôi rất là giống một người bạn của cậu, tên là Phi Long. Người đó là ai vậy? Ông ấy thắc mắc về cái tên này, sẵn dịp mình kiểm chứng luôn. Phi Long là bạn thân của em. Cậu ấy rất thích đua xe, từng có tiền án tiền sự, có vợ và con gái rất là dễ thương. Vì thích đua xe nên cậu ấy có hình xăm chiếc mô tô. Hình xăm một chiếc mô tô? Ừ. Cái vị trí của hình xăm đó đâu vậy? Cậu ấy xăm ở trên vai. Anh sao vậy? Tôi xin lỗi, không hiểu sao tôi đau đầu quá. Chắc là tôi phải lên phòng nghỉ ngơi đi. Anh đi nghỉ đi. Em thấy anh có vẻ hơi đau đầu đó. Phản ứng như vậy chứng tỏ ông ấy đã bị tác động về chuyện mình vừa kể. Càng lúc cách đó càng có tác dụng để mình làm rõ chuyện này. Anh,
Có chuyện gì hả? Không có gì đâu em. Chắc chắn là có gì đó không ổn rồi. Có những phản ứng và câu hỏi kỳ lạ về 20 năm trước. Ai đã nói những chuyện đó với ảnh? Cô chủ, khuya rồi sao cô không ở trong phòng mà ngủ, lại xuống đây? Tôi thấy lòng lo lắng không yên. Dạo gần đây anh Hoài dường như bị tác động quá nhiều. Tôi sợ nãy sẽ nhớ lại mọi chuyện. Thay vì lo lắng, sao cô không chủ động tìm cách để giải quyết vấn đề? Vấn đề nằm ở đâu thì ta bắt đầu xử lý từ đó. Vấn đề là nằm ở đâu? Bắt đầu ở đâu? Con Quỳnh sao? Đúng rồi. Nguyên nhân anh Hòa thay đổi là từ con Quỳnh. Phải bắt đầu từ cô ta. Những gì thuộc về tao, mày đừng hòng cướp được. Mẹ, hôm nay có chuyện gì mà con vui vẻ yêu đời quá vậy? Dạ, tại vì con có việc làm ổn định cho nên con yêu đời đó mẹ. Chứ không phải là vô công ty để ý con bé nào mới như vậy phải không? Làm gì có. Có là con sẽ báo cho mẹ trước. Con đi làm nghe mẹ. Đi cẩn thận nha con. Dạ. Phải chi ngày nào nó cũng vui vẻ yêu đời như vậy thì mừng biết mấy. Chào cô chú. Dạ. Hay em tới công ty trước đi. Bữa nay anh muốn tới chỗ bác sĩ. Anh có chuyện muốn hỏi anh ấy. Anh nhớ ra thêm điều gì hả? Cứ để anh đi gặp bác sĩ cái đã, rồi về anh sẽ kể cho em nghe sao. Vậy em đi với anh ha. Dạ thưa cô. Hôm nay cô có buổi họp quan trọng với đối tác. Vậy hả? Dạ. Em cứ đi lo công việc trước đi. Anh đi khám, nếu có diễn biến gì mới anh sẽ kể cho em nghe sau nha. Nhưng em không an tâm. Cậu Khang nè, có dời buổi họp được không? Đối tác họp xong với mình sẽ bay ra nước ngoài, cho nên là con sắp xếp vào sáng nay. Em có việc thì cứ đi làm đi. Đâu nhất thiết phải kè kè anh như vậy. Anh có phải là con nít đâu. Nhưng mà em lo cho anh mà. Em phải đi với anh thì mới yên tâm được. Những lúc như vậy, anh cần không gian riêng tư với bác sĩ. Em không cần phải mất thời gian bên cạnh anh như vậy đâu. Vừa không cần thiết mà vừa làm anh cảm thấy là em đang không tin tưởng anh. Em hiểu rồi. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Em đi nha.
tới công ty. Dạ. Chào chú. À. Alo, tôi nghe. Chồng tôi sắp tới phòng khám của ông đó. Có chuyện gì thì báo liền cho tôi. Lần trước anh Hòa có đến tìm tôi để dò hỏi về ký ức anh ấy mới hồi phục gần đây. Không lẽ lần này anh ấy nhớ ra được điều gì sao? Lần trước là khi nào vậy? Cách đây mấy bữa à? Sao tôi không hề hay biết là anh tới? À... anh đã nói gì với ông? Anh Hòa anh kể là anh thấy di ảnh của một người đàn ông nào đó trên bàn thờ. Rồi trong đầu lại xuất hiện một người đàn ông nào nữa với gương mặt lạ. Sao giờ ông mới nói cho tôi biết chuyện này hả? Thì dữ liệu anh Hòa nhớ cũng mập mờ thôi, không có xác định được. Tôi cũng kêu anh thử tả đi, để tôi phát họa người ở trong hình mà anh đó chỉ nhìn lướt qua. Nên tôi không thể nào phát họa được. Tôi cũng có dàn ảnh, khi nào nhớ rõ thì đến đây tôi sẽ phát họa lại, xem có giúp được gì không. Nhưng mà tôi chờ hôm rày rồi, không có thấy anh tới nữa. Nên tôi chưa có báo với cô đó. Tôi đã dặn ông rồi, có bất cứ điều gì cũng phải báo tôi biết. Ông không nhớ hả? Dạ, tôi sơ ý quá. Từ giờ trở đi, nếu anh Hòa có bất cứ biểu hiện gì như vậy thì phải báo cho tôi biết liền, nghe chưa? Nếu không thì đừng có trách tôi. Dạ, tôi biết rồi. Mà nè, bữa hôm đó anh Hòa tới gặp ông một mình hả? Anh Hòa anh có đi với một cô gái và một cậu thanh niên nữa. Cô gái đó chắc tầm 19-20 tuổi à. Tôi nghe cô đó gọi anh Hòa là ba. Chắc là con gái của cô đó. Bé Hạnh sao? Hay là cô hỏi lại con gái của cô coi thử. Có thể cô sẽ biết được là tại sao anh Hòa lại nhớ những thông tin đó. Được rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý. Còn ông, lát nữa anh Hòa tới, dù cho anh có nhớ ra điều gì cũng phải báo cho tôi biết, nghe chưa? Dạ, tôi biết rồi. Trước giờ ông vẫn biết cách khiến cho anh Hòa không thể phục hồi được ký ức một cách suôn sẻ. Giờ thì ông cũng biết cách làm như thế nào rồi đúng không? Hôm đó tôi đã phân tích cho anh ấy hiểu là những gì mà anh ấy thấy chỉ là ký ức giả thôi. Có thể là do anh ấy quá mong muốn sớm hồi phục lại ký ức. Còn thuốc thì tôi vẫn kê đều đặn cho ảnh. Được rồi, cứ tiến hành như vậy đi. Alo, con nghe nè mẹ. Con đang ở đâu vậy? Mẹ cần gặp con có chuyện gấp. Dạ, con đang ở công ty của mẹ luôn nè. Con đến công ty làm gì? Dạ, tại vì bạn của con làm ở công ty mình. Bạn con mới làm mấy ngày đầu nên con tới coi sao thôi à. Thôi được rồi, sẵn ở công ty, con lên phòng mẹ ngồi chờ đi. Mẹ sẽ về công ty gặp con. Dạ, vậy con lên liền. Quỷ cuộc họp đi. Dạ thưa cô, buổi họp hôm nay rất quan trọng, khó khăn lắm mới hẹn được đối tác, cần phải gặp trong hôm nay đó cô. Tôi nói quỷ là quỷ, không nghe sao? Dạ. Chạy nhanh tới công ty đi. Em, anh làm gì vậy hả? Em đã nói là anh phải cẩn thận, để người khác thấy sẽ không hay. Ủa, anh quan tâm bạn gái thôi, mắc gì phải sợ. Anh đó, mới vô công ty làm, việc cần làm của anh đó là dùng tài năng để thuyết phục mọi người, chứ không phải là ba cái chuyện yêu đương này đâu. Thì anh cũng đang tập trung làm việc mà. Chuyện giữa anh và em xảy ra đột ngột quá, em cũng không biết là phải ăn nói ra sao với chị Yến cho hợp tình hợp lý nữa. Thôi được rồi, anh xin lỗi.
Từ bây giờ trở đi anh sẽ nghe lời em. Thật ra không phải là em giấu chuyện của tụi mình, chỉ là chưa thích hợp để công khai thôi. Anh hiểu mà. Anh sẽ chờ lúc thích hợp để nói cho Yến biết. Anh cũng không muốn Yến phải chờ đợi anh. Anh Nam. Ủa, chị Quỳnh đi làm sớm quá vậy? Chị cũng mới tới thôi à. Chị là con gái mà uống cà phê đắng vậy hả? À, tại vì chị thích vị đắng của cà phê. Thôi, chị vô làm đi. Anh Nam. Anh đi làm ở đây thấy sao? Có vui không? Em tới đây có việc hả? Em chỉ đến đây để xem anh làm gì có tốt hay không thôi. Anh làm ở đây á, ai mà ăn hiếp anh á, anh cứ nói em liền, em xử lý hết cho. Nếu có chuyện gì á, anh tự xử lý được. Em chỉ quan tâm anh thôi mà. Anh hiểu lòng tốt của em, nhưng mà em cũng đừng có thân thiết với anh quá, mất công người ta hiểu lầm. Anh vô đây là do quen biết nên mới được nâng đỡ, rồi họ có cái nhìn không tốt về anh. Anh không thích như vậy. Em xin lỗi, em không biết là làm vậy anh sẽ khó xử. Vậy thôi, em không phiền anh làm việc nữa. Nhưng mà anh phải nhớ lịch dạy học cho tụi nhỏ đó nha. Anh không có quên đâu mà. Thôi, anh phải ngoéo tay thì mới tin được. Ngoéo đi. Đây, nè Nam. Tới công ty rồi, sao không lên phòng đi? Nhân viên mới á thì cần phải nghiêm túc. Mình á không phải là cậu ấm cô chiêu, cũng không phải là ngậm thìa vàng, cho nên mình cũng sợ mất việc, cũng sợ bị đuổi lắm á. Ủa, chị đang nói em á hả? Không, chị đâu có dám nói em. Chị đang tự nhắc nhở bản thân mình cũng như là Nam thôi. Em tới đây chỉ là quan tâm anh Nam làm việc sao thôi mà. Sao thôi chị mà, hai người đừng có cãi nhau nữa. Ở đây là công ty. Cũng biết là công ty mà, sao còn nắm tay người ta vậy? Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Ủa, anh Nam, hồi nãy anh đã ngoéo tay với em rồi mà. Nắm tay gì mà nắm tay, đó là chuyện riêng của em. Nè, chuyện anh hứa nhất định anh sẽ làm. Làm gì mà làm, kệ em. Hạnh. Dạ, thưa sếp. Dạ, chào chủ tịch. Thưa mẹ. Sao chưa lên phòng của mẹ nữa? Dạ, con. Anh Nam ơi, mình nói chuyện sao nha? Không có gặp gì hết trơn á. Tôi lên làm đây. Còn ông nữa, thấy con gái chủ tịch đó hả, đeo bám ông như vậy, ông không từ chối gì hết trơn á, lỡ mọi người thấy rồi làm sao? Tôi biết tôi phải làm những gì mà. Người bạn mà con nói là Duy Nam sao? Dạ đúng rồi mẹ. Con thấy anh rất là tài. Sau này có gì mẹ chiếu cố bạn con nha. Con thích cậu ta hả? Con không có. Xưa nay mẹ luôn công bằng trong công việc, sẽ không có bất kỳ sự ưu tiên nào. Nếu như cậu ta không đủ giỏi thì sẽ bị đào thải. Còn con, đừng tới công ty để làm mấy trò khó coi như vậy. Thiên kim tiểu thư như con thì cần phải giữ giá của mình chứ. Đàn ông không có gì như thằng Nam thì không tương xứng với con. Con không nên mất thời gian với cậu ta làm gì. Con thì cảm thấy anh Nam rất là tốt, lại còn giỏi nữa. Con tin là anh ấy sẽ có tương lai tươi sáng. Có khi sau này còn có sự nghiệp riêng như là dì Thành hay là chú Bách nữa đó mẹ. Con lại so sánh với chú Bách hả? Lo mà học hành đi, đừng có bắt chước lựa chọn sai lầm như dì của con. Mẹ. Mẹ cảnh cáo con đó. Tốt nhất là tránh xa thằng Nam ra. Thôi con về. Ai cho con về? Mẹ gọi con ở lại là có chuyện muốn nói với con. Hôm ba con bị chụp thuốc mê ngất xỉu, rốt cuộc đã có chuyện gì với ba con? Ba con đã gặp những ai? Sao mẹ lại hỏi chuyện này? Con tưởng nó đã xong rồi chứ. Mẹ cần biết cặn kẽ để chữa trị căn bệnh mất trí của ba con. Con biết được những gì thì nói cho mẹ nghe, càng chi tiết càng tốt. Dạ, thật ra là hôm đó ba con đi. Đàn ông chưa có gì như thằng Nam, không xứng với con. Con cũng không nên mất thời gian với cậu ta làm gì. Nếu như mình nói ra sự thật là ba đến tận nhà anh Nam mời ảnh đi làm rồi gặp nạn, rồi còn bị lên cơn đau đầu ở nhà ảnh, chắc mẹ sẽ càng thêm ác cảm với anh Nam. Sao không trả lời mẹ? Dạ, thật ra hôm đó con không biết ba đi đâu và gặp ai nữa. Lúc đó con đang đi cùng với bạn, thấy ba bị ngất ở ngoài đường, rồi ba nói ba bị đau đầu nữa, cho nên con đã đưa ba tới phòng khám. Nhìn thẳng vào mắt mẹ mà trả lời. Thật vậy sao?
Dạ, con nói hoàn toàn là sự thật. Người bạn đi cùng con là ai? Như thế nào? Bạn con tên là Đạt. Mẹ tạm tin con. Nếu mà mẹ biết được con che giấu điều gì, mẹ không tha cho con đâu. Mẹ, con đâu có dám giấu mẹ chuyện gì đâu. Thôi, về đi. Sau này con hạn chế lên công ty. Mẹ không muốn mọi người dị nghị về con. Dạ con biết rồi. Thôi mẹ con về. Nó cứ mở miệng là khen thằng Nam, rồi còn muốn mình nâng đỡ nữa. Thằng đó có gì mà con si mê tới vậy hả Hạnh? Thật sự là tôi không biết mình giống người tên Phi Long đó đến mức nào, mà lại có người khác nhìn nhầm tôi là Phi Long. Mà trên đời này, ngoài mặt mũi giống nhau ra, lại có hình xăm giống nhau nữa sao? Ủa? Hình xăm giống nhau là sao? Người đàn ông Phi Long đó cũng có hình xăm mô tô giống tôi. Ai là người nói cho anh biết là anh giống Phi Long? Người đó chính là... Không được, Phương có thành kiến với Bách. Giờ mà biết Bách nhắc những chuyện này với mình, chỉ tạo thêm rắc rối thôi. Với lại, mấy lần mình điều trị, dù Phương không đi cùng, nhưng bà ấy lại nắm rõ tình hình điều trị của mình. Chắc chắn bác sĩ luôn kể hết cho bà ấy nghe. Nè, anh Hòa, anh có nghe tôi hỏi gì không? Thực ra thì đó chỉ là một người lạ qua đường thôi. Thực sự tôi cũng không biết anh ta là ai. Nhưng mà nghe cách gọi thì người tên Phi Long đó có vẻ là bạn thân của anh ta thì phải. Vậy là chắc người đó nhầm thôi. Vì nếu anh đúng là anh Long á, thì người đó phải tay bắt mặt mừng, rồi hàn huyên chuyện cũ với anh. Còn đằng này thì lại kiểu là hỏi thăm dè dặt, chứng tỏ là người đó cũng không chắc lắm. Vậy sao? Thì anh cũng biết đó, trên đời này người giống người là chuyện bình thường thôi. Còn cái chuyện hình xăm có thể là trùng hợp thôi. Vì đây là hình xăm một chiếc xe mô tô mà. Những ai mà thích đua xe tốc độ thì đều có thể xăm chiếc mô tô trên người. Tính ra tôi thấy cũng khá là phổ biến mà. Đâu có đến nỗi mà độc nhất vô nhị chỉ có một người có đâu. Bác sĩ nói cũng có lý. Khi nghe nhắc tới tên Long, anh có gợi nhớ được điều gì không? Tôi không nhớ được thêm điều gì nữa. Rốt cuộc giữa tôi và người đó có mối quan hệ gì? Tôi chỉ biết là mình có ấn tượng khi nói về người đàn ông tên Phi Long này. Tôi thấy anh đừng có ép bản thân mình quá. Lần sau nếu anh gặp lại người đó thì anh phải nên hỏi kỹ càng lại thông tin người đó. Biết đâu là anh sẽ nhớ thêm được điều gì đó thì sao? Tôi biết rồi. Anh nên bình tĩnh nè. Đừng có cố gắng nhớ lại quá mức như vậy. Nếu không là sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của anh đó. Giờ tôi sẽ kê thuốc cho anh nha. Trời ơi, sao gọi quại mất máy vậy trời? Cái ông Đăng này thiệt tình. Tôi thiệt là khổ tâm với ông luôn á. Đã có công việc tốt đến như vậy rồi mà cũng không chịu làm. Có gì không Yến? Đăng mấy bữa nay nghỉ làm hoài à. Có khi nào ông Đăng ông xin nghỉ mà Yến không nhớ không? Có bao giờ xin đâu mà nhớ chứ không nhớ. Chuyện này mà lọt tới tai tổng giám đốc là không hay cho Đăng rồi. Hôm nay không đi làm chắc làm biến rồi trốn luôn rồi chứ gì. Cái ông này. Tôi lên trước nha Yến. Thiệt tình. Tức thiệt chứ. Đúng là đáng ghét. Bữa nay Đăng không đi làm hả? Duy Nam đừng có hiểu lầm nha. Thực ra thì Yến cứ sợ Đăng nghỉ làm hoài á, rồi cứ đi cờ bạc nợ nần chồng chất để làm gánh nặng cho Nam nữa. Yến làm cái gì phải luống cuống giải thích vậy? Bây giờ vô công ty làm chung, việc ai nấy làm, miễn sao Đăng được quá đáng là tôi không nghĩ gì đâu. Có thiệt là không nghĩ gì không? Thiệt. Chứ Yến muốn tôi nghĩ gì? Vậy là tốt rồi. Nam có rảnh không? Đi ăn trưa với Yến nha. Bữa khác nha. Bữa nay tôi có hẹn rồi. Đúng là số đen đuổi mà.
được bà đẩy thuyền với anh Đạt á, bà cũng không đâu vào đâu hết. Trời ơi, mà hôm bữa tôi còn bị ăn cướp nữa đó bà. Rồi từ bữa tới giờ có gặp lại anh Đạt chưa? Tôi có gặp, nói chuyện được với ảnh đâu. Xin lỗi bà, anh Đạt có ý với tôi nên mới không để ý tới bà như vậy. Thôi, chuyện đâu còn có đó. Tôi nghĩ là bà chỉ cần thể hiện tình cảm chân thành của mình, rồi anh Đạt cũng cảm nhận được thôi mà. Thôi thôi thôi, đừng nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của bà đi. Còn chàng của bà sao rồi? Tôi thấy nó không ổn lắm. Tại vì mẹ tôi không có thích ảnh. Tôi sợ sau này tôi và ảnh còn khó khăn hơn nữa nè. Mà quan trọng á là bà thích ảnh đến mức nào. Nếu sâu đậm á thì sợ gì mà không đấu tranh. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Người cản trở là mẹ của tôi á. Vậy còn anh Nam, cảm xúc của ảnh đối với bà như thế nào? Thật ra là cũng đang tiến triển tốt hơn tình bạn thân. Tôi tin là tôi sẽ có cách khiến cho ảnh với tôi tiến triển nhanh hơn nữa. Cách gì vậy? Mẹ Nam có vẻ quý tôi, ba tôi thì ưu ái ảnh trong công việc. Nhắc lại thì chỉ có vướng mắc chỗ mẹ tôi à. Từ từ á sẽ giải quyết được chỗ của mẹ bà. Điều bây giờ bà cần làm là xác định chỗ anh Nam kìa. Tình cảm của ảnh có dành cho bà thiệt hay không? Vậy thì mới biết được đường mà tính chứ, đúng không? À, bữa nay có buổi dạy dỗ cho đám nhóc, tôi sẽ nhân cơ hội này để tiến triển nhanh hơn. Xong rồi dò hỏi tình cảm dành cho tôi là biết liền à. Hy vọng là bà và ảnh sẽ có tiến triển tốt. Chúc mừng bà trước nha. Dạ, chào chủ tịch. Giờ này con vẫn còn làm việc sao? Có chuyện gì mà đích thân chủ tịch tới đây vậy? Công việc của cậu sao rồi? Có gặp khó khăn gì nhiều không? Lúc đầu tôi cũng có chút khó khăn khi hòa nhập đồng nghiệp mới. Nhưng trải qua mấy ngày ở đây, tôi thấy đồng nghiệp rất là thân thiện. Với lại tổng giám đốc cũng cho phép tôi được tự do sáng tạo. Chính vì vậy năng lực của tôi cũng được thể hiện. Tuy là cậu được tổng giám đốc coi trọng, nhưng dù sao cũng là nhân viên mới. Cậu làm không tốt thì vẫn có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Cậu đừng nghĩ là quen biết được người này người kia lại tự mãn. Tôi tự mãn sao? Cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình, đừng để ảnh hưởng tới chuyện học của con gái tôi là được rồi. Chủ tịch hiểu lầm rồi. Tôi và Hạnh không có gì hết. Với lại chủ tịch an tâm đi, tôi biết cách cư xử mà. Hy vọng cậu nói được làm được. Bao năm tháng tâm tư cô độc, chẳng biết nơi đâu yên bình. Ký ức mang bao cay đắng, niềm đau giấu cho riêng mình. Ánh sáng nơi cuối con đường đánh thức những ai sai đường. Buông hết trái ngang hận thù nơi quá khứ kia. Đời ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sau yên lòng và ta ngóng trông. Vầng dương soi lối trái tim hận thù, cố xóa tan đêm mịt mù. Muốn nói với chính ta vững dậy bước tiếp đi. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời còn gian khó thăng trầm. Ta vươn cao đôi tay ta thét vang hey ho, hey ho, hey hey ho. Vì cuộc đời là trò chơi trắng đen, vì cuộc đời còn mang những cơ hội. Về cùng kia sau bao ven tháng thu chỉ còn nỗi xót xa hoang tàn. Ta mỗi bước đi bao khó nhọc, đâu đó cho ta hy vọng. Năm tháng mai sau yên lòng và ta ngóng trông. Vầng dương soi lối trái tim hận thù, cố xóa tan đêm mịt mù. Muốn nói với chính ta vững dậy bước tiếp tháng năm tháng chờ. Oh,
tranh án hận thù nơi